VinFast con ngựa kiệt sức đang chạy nước rút. Theo bản báo bạch ngày 2 tháng 10 năm 2023 và được cập nhật vào ngày 18 tháng 1 năm 2024 trên trang web của Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ, số cổ phiếu VinFast đã chào bán ra công chúng chỉ mới đạt 75 triệu cổ phiếu, tức là trong gần 4 tháng không có cổ phiếu mới chào bán ra thị trường. Như vậy là việc huy động vốn vẫn đang đứng yên tại chỗ trong nhiều tháng liền. Chỉ mới bán ra được có 3,2% lượng cổ phiếu phát hành mà giá cổ phiếu đã lẹt đẹt không lên nổi. Điều này chứng tỏ thị trường Nasdaq chưa chấp nhận cổ phiếu VinFast. Nếu tung ra thêm, có thể giá cổ phiếu lại rất thê thảm hơn và trở thành cổ phiếu rác. Trong top 45 thương hiệu ô tô tại Mỹ không hề có VinFast. Vào ngày 8 tháng 2, giá cổ phiếu VinFast ngập trong sắc đỏ, xuống chỉ còn 5,3 đô la mỗi cổ phiếu. Không biết sang năm mới, giá của VinFast có khá lên hay không, hay vẫn quanh quẩn từ 5 đến 6 đô la mỗi cổ phiếu. Với tình trạng như vậy, thì việc huy động vốn để xây nhà máy tại Bắc California đang gặp không ít khó khăn, thậm chí là không thể. Ông Phạm Nhật Vượng lấy thị trường Mỹ làm nơi thử thách để VinFast trở thành thương hiệu toàn cầu. Việc nỗ lực để lên được sàn chứng khoán Nasdaq được xem là một thành công. Tuy nhiên, đấy chỉ là thành công bước đầu, còn phải huy động được vốn đủ để xây nhà máy và nuôi hệ thống phân phối tại Hoa Kỳ thì mới là đạt được mục đích. Như vậy, cho đến nay, mục đích này của VinFast chưa đạt được và mỗi ngày thêm một xa vời. Được biết, vào năm 2023, VinFast chỉ tiêu thụ được ở Mỹ có 445 chiếc xe, mà chủ yếu là xe cho thuê. Do vậy, VinFast không được xếp hạng trong top 45 nhãn hiệu xe mà người Mỹ mua trong năm 2023, bao gồm cả xe xăng, xe hybrid và xe điện. Mỹ là thị trường tiêu thụ ô tô lớn nhất của thế giới. Riêng với xe điện trong năm 2023, có 1,1 triệu chiếc xe mới được bán ra tại Mỹ. Trong đó, riêng Tesla bán ra 655.000 chiếc, chiếm 60%. Các hãng xe truyền thống như Ford, GM, Hyundai, BMW, Mercedes, Kia, Volkswagen, Nissan và Toyota bán tổng cộng tầm 450.000 chiếc, chiếm 40%. Phần của VinFast gần như không đáng kể. Vào năm 2024, VinFast có kế hoạch mở rộng thị trường sang Ấn Độ và các nước Đông Nam Á. Đây được xem là hướng đi mở đường sống, bởi hiện nay dồn hết toàn lực cho thị trường của Mỹ khiến VinFast kiệt sức. Ngay từ đầu, ông Phạm Nhật Vượng đã định hướng sai và giờ đây ông đang tìm cách sửa sai. Ở Việt Nam, ông Vượng kiểm soát báo chí và điều khiển cả dàn dư luận viên để định hướng thông tin, tốt khoe, xấu che và đặc biệt lực lượng này đánh vào lòng yêu nước để người Việt khi mua xe VinFast. Trong giai đoạn đầu, chiến lược này có chút thành công khi nhiều người không ngại ngùng bỏ tiền ra mua chiếc xe vô danh, chất lượng chưa được kiểm chứng với giá tương đương một chiếc xe Toyota. Tuy nhiên, cho tới nay, vũ khí này đã bị cùn dần và giảm tính hiệu quả đi rất mạnh. Việc lập ra công ty taxi xanh để tiêu thụ sản phẩm do chính mình làm ra được cho là một giải pháp xử lý hàng ế. Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp lâu bền, vì cuối cùng là kết quả người dùng có mua hay không, chứ không phải đem xe sản xuất ra để mà thành lập đội taxi. Những ngày cuối năm Mão, cổ phiếu của VinFast đã ngập trong sắc đỏ là một điều đáng buồn với ông Phạm Nhật Vượng. VinFast đang đuối dần với tham vọng chinh phục đỉnh Everest của thị trường ô tô. Ngay từ đầu, nếu ông Vượng không chọn Mỹ mà chọn Ấn Độ hay Đông Nam Á để mà chinh phục trước, thì VinFast đã không phải kiệt sức vì gánh núi nợ đến như bây giờ. Việc quay đầu tìm lại thị trường dễ tính trong lúc này là bắt buộc, nhưng có vẻ như đã quá muộn. Núi nợ thì cứ mỗi ngày một cao lên, mà điểm hòa vốn thì vẫn mịt mờ tăm tối. Cổ đông đang rất sốt ruột. Thị trường Đông Nam Á đã bị Tesla và Biden chiếm lĩnh từ nhiều năm qua. Nếu đầu tư sớm vào thị trường này thì giờ đây có thể VinFast đã đồng hành cùng một ông lớn khác rồi. Còn giờ này mới quay đầu sang Ấn Độ và Đông Nam Á thì xem như VinFast cố chạy nước rút so với đối thủ, nhưng lại đang trong tình trạng kiệt quệ vì bị thị trường Mỹ bào mòn. Non trẻ thì cần định hướng đúng đối thủ, còn non mà cứ phí sức thì rất khó thành công, bởi một khi nhận ra sai lầm thì thể đã là quá muộn rồi.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin VinFast con ngựa kiệt sức đang chạy nước rút. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Nhân dịp đầu xuân mới, tập thể Ban biên tập Thời báo .de kính chúc quý vị và các bạn sức khỏe và nhiều niềm vui. Sau đây là bản tin. Vụ xe công rước cô Chiêu, Chánh thanh tra Sở 4T Hà Tĩnh là ai mà lạm dụng quyền lực? Bản chất của một nhà nước lạm quyền là hành động không theo luật pháp mà theo ý muốn của lãnh đạo. Từ đó kẻ có chức thì tự cho mình quyền muốn làm gì cũng được, bởi bộ máy nhà nước và luật pháp chỉ là công cụ. Bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh đã dùng xe công bật còi hụ để đón con gái tại sân bay. Đây là việc làm sai pháp luật rõ ràng. Lẽ ra chính quyền tỉnh Hà Tĩnh cần phải xử lý bà quan chức này, nhưng ngược lại, chính quyền Hà Tĩnh lại cho Sở Thông tin và Truyền thông ra tay nhằm bao che cho sự sai trái của bà. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh xử phạt nhà báo Vũ Đình Thắng. Vào ngày 6 tháng 2, Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt nhà báo Vũ Đình Thắng 4 triệu đồng. Ông Thắng, 37 tuổi, là phóng viên tạp chí Công nghiệp Môi trường. Nguyên nhân xử phạt theo quyết định là nhà báo Thắng hoạt động báo chí không đúng tôn chỉ. Đây là một nguyên nhân mơ hồ, không rõ ràng. Nguyên nhân thực sự đằng sau là nhà báo này đã gọi điện cho Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh để xác minh việc bà này làm loạn ở sân bay Vinh vào chiều tối ngày 2 tháng 2. Điều đáng nói là báo Hà Tĩnh đăng tin nhà báo Vũ Đình Thắng bị phạt nhưng lại giấu tên người phạt là ông Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh. Vậy ông này là ai mà báo chí phải giấu tên? Nếu làm đúng thì việc gì phải che giấu? Theo thông tin chúng tôi có được, Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh là ông Phạm Văn Báu. Chánh thanh tra quyết định phạt tương đương với việc Sở ra quyết định. Tuy nhiên, ông Đậu Tùng Lâm, Giám đốc Sở và hai Phó Giám đốc Dương Văn Tuấn và Dương Kim Nga lại né tránh việc ký và quyết định xử phạt này. Và dùng xe công đóng con là sai, nhưng không nghiêm trọng, chỉ cần bà Nguyễn Thị Lệ Hà lên tiếng thừa nhận và xin lỗi là được. Cũng như ngày 8 tháng 1 năm 2019, ông Trần Tuấn Anh lúc đó là Bộ trưởng Bộ Công Thương đã phải gửi thư xin lỗi về việc điều xe công đón vợ tại sân bay. Vấn đề đã nói là chính quyền Hà Tĩnh lại bao che cho một quan chức một cách trắng trợn, bất chấp sai trái. Câu hỏi đặt ra là bộ máy chính quyền tỉnh Hà Tĩnh được lập ra để quản lý nhà nước theo pháp luật hay là để bao che cho nhau làm bậy? Bà Nguyễn Thị Lệ Hà được cho rằng còn lạm quyền hơn cả ông Trần Tuấn Anh trước đây. Bao nhiêu năm qua, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dựng lò đốt hàng loạt quan tham làm sai. Tuy nhiên, ông đốt thế nào mà mãi bộ máy nhà nước này không thể trong sạch cho được. Bất chấp lò cháy rừng rực, quan chức vẫn trắng trợn dùng quyền lực nhà nước để mà bao che cho nhau. Trong bộ máy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, hễ có công thì tranh nhau giành lấy, còn khi làm sai thì họ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Việc ra quyết định xử phạt phóng viên Vũ Đình Thắng là việc làm bao che cho kẻ làm sai, chắc chắn sẽ bị công luận phản đối, nên các quan lớn né tránh. Những quan chức cấp trên đã đẩy trách nhiệm này cho ông Chánh thanh tra Sở. Thậm chí báo Hà Tĩnh cũng không dám đưa tên ông Chánh thanh tra này lên mặt báo, chỉ thông báo chức danh mà thôi. Kể ra bà Nguyễn Thị Lệ Hà có quyền lực ngầm rất lớn, chỉ là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh mà có thể giật dây Chánh thanh tra Sở 4T của tỉnh, xử phạt phóng viên dám mạo phạm đến bà. Bà này và những kẻ bao che cho bà là những thanh củi, đáng để ông Trọng điều tra và tống vào lò để làm sạch bộ máy chính quyền Hà Tĩnh. Không biết ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có dám xử lý vụ việc này hay không. Vụ ông Trần Tuấn Anh cho xe đón vợ yêu và bà Nguyễn Thị Lệ Hà cho xe công đón cô Chiêu về hình thức thì giống nhau, tuy nhiên cũng có phần khác. Đấy là vụ sau lạm quyền hơn vụ trước. Dù sao ông Trần Tuấn Anh cũng nhận lỗi, còn bà Nguyễn Thị Lệ Hà lại dùng bộ máy chính quyền của tỉnh để mà trả thù phóng viên. Sau bao nhiêu năm nhóm lửa đốt lò, chính quyền đã không sạch hơn mà còn
bẩn hơn trước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin vụ xe công rước cô chiêu, chánh thanh tra sở 4T Hà Tĩnh là ai mà lạm quyền đến vậy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.